Giờ trái đất là sáng kiến toàn cầu của Quỹ Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên, kêu gọi tất cả mọi cá nhân tổ chức cùng tắt các thiết bị chiếu sáng không cần thiết trong một giờ vào tối ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Với ý nghĩa hành động nhỏ sẽ góp phần tạo nên sự thay đổi tích cực trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Sự kiện Giờ trái đất năm 2024 chính thức diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 23 tháng 3 này. Để hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2024 với chủ đề giảm thải dấu chân carbon hướng tới net zero, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa có ý kiến chỉ đạo giao Sở Công Thương chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Công ty Điện lực Bạc Liêu tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất nhằm thu hút sự tham gia của các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất cần lồng ghép với các chương trình tiết kiệm điện theo nội dung chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 03 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ sở doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh dịch vụ, siêu thị, trung tâm thương mại đồng loạt tắt các đèn bản hiệu quảng cáo, đèn trang trí và các thiết bị sử dụng điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ trái đất. Trung tâm dịch vụ đô thị tỉnh thực hiện việc tiết giảm đèn chiếu sáng một số tuyến đường chiếu sáng giao thông thuộc phạm vi quản lý, nhưng phải đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện chính thức Giờ trái đất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan truyền thông trên địa bàn phối hợp hỗ trợ điện lực các địa phương trong việc đăng thông tin tuyên truyền, vận động hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất. Chỉ đạo trung tâm dịch vụ đô thị thực hiện tiết giảm đèn chiếu sáng một số tuyến đường thuộc phạm vi quản lý nhưng phải đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. Vận động các cơ sở doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ và nhân dân trên địa bàn cùng tham gia tắt đèn và các thiết bị sử dụng điện không cần thiết trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện chính thức Giờ trái đất năm 2024.